Mến chào cả nhà. Cái vườn này hôm trước là đem ra trồng là cắt cái chụi lủi hết trơn, không có một cái lá nào. Và hôm nay thì cây nó bắt đầu bung hoa lá rất là tốt luôn. Và thậm chí là phôi nó đã trồi lên luôn đó cả nhà. Rất là đẹp luôn. Thì mình nói cái cách trồng bây giờ, mỗi lần mà trồng hoa giấy á, thì cách mới mới hoài, mình thấy cái cách nào hay thì mình chia sẻ cho cả nhà cùng xem, để mình trồng cái cây nó mau phát triển, mau thu hoạch và rễ phôi nó rất là đẹp luôn. Vườn này thì trồng xen canh với mít thái, và nếu mà cả nhà trồng mít thái thì nhớ lựa những cây giống to khỏe trồng, chứ mà mình lựa cây nhỏ mình chăm sóc nó cực lắm nha. Tại vì mình đã trồng nguyên vườn mít thái mình biết rồi, mình tiết tiền nên mình mua thử những cây giống mít thái mà nhỏ, là thậm chí nó bị không sống nổi luôn, nên mình mua những cây cao to khỏe là nó nhanh phát triển hơn nhiều luôn và đỡ công chăm sóc. Còn hoa giấy á, hoa giấy thì cả nhà không phải lúc nào cái cây nó cũng xanh tươi tốt, như hôm nay nè mình ra vườn là mình thấy cái cây nó bị vàng đốm lá hết trơn luôn rồi nè. Đó là tình trạng nó sâu bệnh. Thì thường á, mình nói là cây hoa giấy là nó không bao giờ nó có sâu bệnh, nhưng mà bây giờ ở cái chỗ mình á, là hàng loạt ai cũng trồng hoa giấy hết trơn á, nên nhiều khi á, con sâu nó không có gì để ăn thì nó cũng tiến hóa, nó ăn luôn đọt hoa giấy nha cả nhà, ăn luôn lá hoa giấy và nó làm cho hư cái cây hoa giấy luôn, là cũng có luôn. Chứ không phải là mình trồng là mình không xịt thuốc. Với số lượng mà trồng hàng loạt như vậy là lâu lâu cũng phải xịt thuốc. Con nhện, con sâu rồi nó tấn công nha cả nhà, mà nó tấn công mức độ rất là ít luôn, chứ không có nhiều như những cái cây trồng khác. Hôm trước là trồng sẵn trên chậu rồi, rồi cắt. Khi mà cả nhà đem cái cây hoa giấy ra thì cả nhà cắt tỉa cho nó trụi lủi hết trơn đi, cắt hết cái đọt đi, mình giữ cho cái gốc nó phát triển trước á. Cái gốc phát triển trước á, thì khi mà đem ra đất á, cái rễ nó phát triển xong rồi á, là nó ra lá ra hoa liền à, và cây nó nhanh phát triển lắm. Cái này trồng trên chậu C7 và C11 nè cả nhà, trồng hai chậu. Trồng mà đặt như vậy thì ở cái chậu trên hoa giấy là cả nhà cắt cái đáy chậu rồi mới trồng lên cái chậu dưới, và cái chậu dưới đó là không có cắt đáy chậu mà để trên mặt đất rồi khoét cái lỗ nha cả nhà, khoét cái lỗ chứ không có để trên cái tấm bạt phủ cỏ nha. Mình mỗi cái tấm bạt trải phủ cỏ là mình phải khoét cái lỗ rồi mình mới đặt cái chậu hoa giấy lên, thì cây nó mới bén rễ phôi phát triển nhanh, nó gập đất á. Và khi mà trồng á, thì cả nhà xem những cái đọt non, những cái cây lá nó đã bị cái tình trạng rầy nè, sâu nè là có luôn. Bây giờ là ra vườn là lâu lâu là cả nhà sẽ thấy nó bị cái tình trạng như vậy á, là phải phun thuốc trừ sâu đồ lên để nè, coi nè cả nhà thấy không, nó ăn nè, đó nó ăn nè, rất hết trơn cái lá hoa giấy, cái đọt hoa giấy nó làm hư hết luôn đó, nên mình phải xịt thêm thuốc trừ sâu luôn đó cả nhà, để sâu nhện nó chết. Còn mà mình trồng theo cách này á, thì rễ phôi nó bắt đầu phát triển luôn nè, đó nó đã đâm những cái phôi ra nè, chắc lên nè. Nhưng mà ở tầng trên là những cái tược nó đều bị sâu bệnh rồi, ở dưới rễ thì nó rất là chắc khỏe, nhưng mà tầng trên nó lại bị, đó là cành chi nhánh nó bị bệnh vàng lá, đốm lá và bị sâu, bị rầy nó đeo luôn. Nó mới có triệu chứng thì mình nên tưới thêm thuốc trừ sâu. Đó, coi cái lá nó cũng te tua hết rồi nè cả nhà. Đó nó ăn rồi nè, nó ăn nó làm cho hư lá vàng đốm lá hết luôn, Quá trời quá. nên phải xịt thêm thuốc. Trồng mà muốn cây mau phát triển nhanh á, thì cả nhà xịt thêm thuốc dưỡng lá
nó giúp cho cây nó ra lá ra cành nhanh lắm. Rồi mà gặp tình trạng mà sâu bệnh như thế này thì cả nhà phải xịt thuốc trừ sâu vô. Rồi vài tuần sau mình xịt thêm thuốc dưỡng lá. Thuốc dưỡng lá thì có nhiều loại, nhưng mà vườn nhà mình thì mình hay xài cái loại thuốc xịt dưỡng lá mà màu xanh đó cả nhà, thuốc gói á, 25 30 ngàn một gói á, mình phun mình xịt lên cái lá hoa giấy á. Nó giữ cái chất thuốc lại trên lá. Cây nó pha mau phát triển lắm. Nó phát triển đọt non đồ nhanh ra hơn. Mình lựa hôm giống cũng vậy nữa cả nhà, mình lựa hôm giống to thì mình sẽ trồng được cây giấy phôi to đẹp nhanh, rồi chi nhánh nó đẹp luôn. Còn mình chọn mà gặp hôm giống nó nhỏ quá thì cây nó cũng không có to bự khỏe được. Bây giờ là nó đã phát triển chi nhánh rất là nhiều, nó còn gãy, nó cắn gãy luôn nè, mấy con sâu rầy nó cắn gãy hết trơn, héo lá luôn. Cây giống hoa giấy ở quê mình là trồng rất là khỏe luôn, là do hiện tại nhà vườn bán phôi giống rất là nhiều, nên khi thu hoạch phôi rễ xong là nhà vườn làm cây giống với số lượng rất là nhiều luôn, toàn là chọn những cây giống hơm to để làm giống lại và xuất bán luôn, vừa trồng vừa xuất bán luôn cả nhà. Cả nhà muốn mua những cái hơm giống như vậy thì cả nhà đến ngay xã Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp á, vườn nào cũng có bán. Và đặc biệt mình quay á, là thường mình quay ở nhà mình là ngay vườn hoa giấy ba gái, nên mình quay á ở phía sau vườn cho cả nhà cùng xem luôn. Mít trồng thì thường cũng một năm nó cho trái, nhưng mà thường trồng thì cũng phải hơn một năm mình mới thu hoạch trái. Còn hoa giấy thì cả nhà trồng là 7 8 tháng mình thu hoạch, mình ghép hoa giấy ngũ sắc cũng được, còn không thì mình để phôi nó một năm năm rưỡi thì phôi to đẹp, bán có giá cao hơn. Nhà vườn ở đây giờ là kết hợp vừa trồng cây ăn trái và vừa trồng hoa giấy, chứ mà trồng hoa giấy hàng loạt là sợ nó xuống giá quá cả nhà, nên nhà vườn cũng sợ nên xen canh trồng các loại cây hoa quả khác nữa. Nhà mình thì ở ngay giữa vườn hoa giấy này nha cả nhà. Mình thì không có mua bán, mình chỉ giúp nhà vườn mua bán và mình chia sẻ các cách trồng cây hoa kiểng cho cả nhà cùng xem. Mình xin cảm ơn cả nhà xem và đăng ký kênh chị Ba Vlog. Mình xin kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, an lành, hạnh phúc.